đó luôn, đỡ được. 4 con với 2 con. Nhưng mà 2 con vẫn đỡ được. Chứ còn 1 con là không đỡ được 3 con. Nhưng mà 2 con vẫn đỡ được 4 con, hiểu không? Nó khác chứ. Có vỏ dừa, có vỏ dừa. Có vỏ dừa nè, vô đây nạo anh.
không gì cũng được cho nó mãi luôn, cứ mãi luôn đó, giờ ăn làm được cho nó. Thank you.
Thank you.
chị quán ơi. Thank you.
Thank you.
Trời ơi. Đúng không? Tướng là sao? Mẹ này đứng đi gấp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn, tự mày lớn cho mày hỏi mày sao dám hứa mày luôn á. Không có biết để ăn luôn tự tự lâu quá em.
rồi ơi, nắm cái nhau cái kia ta lựa khách hàng nha, tao mơ là chết ai vậy xảy ra bùng cái chết sao đồ đỏ đỏ tiếp mấy người là mặc đồ đen với lại mọi đồ sập là nào tiếp hơi nguy hiểm xí nhưng mà chắc là cũng được rồi. Cái hơi nguy hiểm hơn mà chắc là cũng không được gì. Ủa, gì vậy? Ủa, nói hả? Ăn rồi uống xe chốt. Cũng được, có mấy có tầm hạn. Rồi chơi luôn. Đó, ăn rồi uống xe chốt cũng được. Lấy xe chốt mà thua thì mình yếu quá. Xe chốt thua quá yếu. Ai biết được. Mình biết vậy đâu, nhưng mà mình muốn thử trình độ mình sao chứ còn xe chốt mà thua đâu được biết chứ chứ. Ê, bảy giờ, bảy giờ, bảy giờ, không được, không được, bảy giờ, không được đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng có thất sắc. Em ơi, tôi có đi dạ. Xuôi chứ. Thank you.
Thì mà cái thua nó không có chịu được cái gì. Đang dòng mọi thứ. Thì nó không có chạy.
thôi, đi đâu ngủ đúng không? Cái gì đúng không? Là tôi muốn thảo gì vậy luôn. Không biết tôi gửi cái công nó đỡ giùm cái. Anh la cái làm tôi hết hồn. Cười mãi. Ủa vậy thì thắng pháo chiếu thì đâu? Mà chiếu xong rồi cũng dùng cái lại tôi vô đây tại vui luôn hả? Vui luôn mà, nói sao vậy? Nó bậy á. Kỳ vậy. Rồi anh cầm cầm xì cầm xì chồng đấy thằng đó cho bảo đâu chồng chiếu. Chiếu nó giải sĩ lên không cho ông tháo về luôn. Ờ nó phải nói lại đúng không? Nó đi chốt ra hoài là nó cầm cái đâu rồi. Cầm tụi nó đi hoài ra ngoài. Chốt đó cầm về. Mình cho về. Sao? Trời ơi.